Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công công trình khu công viên phần mềm số 2. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22. Đến dự lễ khởi công có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa đối với phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, khơi thông nguồn vốn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Vì vậy, đơn vị đại diện chủ đầu tư, giám sát, liên danh nhà thầu cần tổ chức triển khai dự án với tinh thần quyết tâm, bài bản, huy động nhân lực, vật lực, thiết bị máy móc để hoàn thành dự án đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Khu công viên phần mềm số 2 giai đoạn 1 sử dụng nguồn ngân sách thành phố, tổng mức đầu tư 703 tỷ 999 triệu đồng, với thời gian thi công 690 ngày. Công trình nằm trên khu đất xây dựng có tổng diện tích 28.573m2 tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Công trình gồm khối tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 26.267m2, khối tòa nhà văn phòng trụ sở 8 tầng ICT 1 với tổng diện tích sàn xây dựng là 39.297m2, khối tòa nhà văn phòng trụ sở kết hợp khu cà phê 8 tầng ICT 2 với tổng diện tích sàn xây dựng 27.220m2, cùng hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh thảm cỏ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau khi hoàn thành dự án, dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số.